5 tình huống khó và cách xử lý trong quản lý nhân sự nhà thuốc. Xin chào các bạn, tôi rất hân hạnh được chia sẻ với các bạn về chủ đề quản lý nhân sự trong nhà thuốc quan trọng này. Với cái kinh nghiệm và hiểu biết của mình, tôi mong muốn có thể mang đến cho các bạn những cái thông tin hữu ích và chiến lược thực tế trong cái việc quản lý nhà thuốc và phát triển nguồn nhân sự. Trong hành trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách giải quyết xung đột, hỗ trợ nhân viên trong thời kỳ khó khăn, tuyển dụng và giữ chân nhân viên tài năng, thực hiện kỷ luật và quản lý hiệu suất cùng với cách thích nghi và quản lý thay đổi trong nhà thuốc. Hãy cùng bắt đầu hành trình này, cùng nhau xây dựng môi trường làm việc tích cực và phát triển bền vững. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi và hãy cùng nhau học hỏi, trưởng thành trong lĩnh vực quản lý nhân sự. Tình huống 1, xử lý xung đột và xung đột nhân viên. Trong môi trường làm việc, xung đột và mâu thuẫn có thể phát sinh do rất là nhiều yếu tố như sự không hiểu biết, khác biệt về quan điểm hoặc là mục tiêu công việc. Đây là lúc mà vai trò của một người quản lý trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khi mà xung đột nảy sinh, việc đầu tiên là lắng nghe và tất cả các bên liên quan. Điều này giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình và hiểu rõ góc nhìn của mỗi người. Tiếp theo thì tạo ra một cái môi trường an toàn và thoải mái để mọi người có thể thể hiện quan điểm của họ mà không lo sợ bị phê phán, bằng cách thúc đẩy giao tiếp hiệu quả và thể hiện sự lắng nghe của bạn. Bạn có thể tạo ra cơ hội để mọi người cùng thảo luận và tìm kiếm cách giải pháp hợp tác. Trong một cái tình huống mâu thuẫn giữa các nhân viên, việc hướng dẫn họ hình thành thái độ cởi mở và sẵn sàng làm việc với nhau rất là quan trọng. Bạn có thể tổ chức các cái buổi họp nhóm để mà thảo luận về vấn đề, tìm kiếm chung và để mà tìm ra các cái giải pháp cụ thể. Đôi khi một cái cuộc chuyện trò riêng tư với lại các bên có thể là rất là cần thiết để mà mình hiểu rõ hơn về cái vấn đề, về nguyên nhân gây ra xung đột và giúp họ thấu hiểu lẫn nhau. Cùng lúc, quản lý cần phải thể hiện được cái tính công bằng và đưa ra cái quyết định dựa trên sự thỏa thuận hoặc là những cái nguyên tắc chung. Trong cái trường hợp mà xung đột không thể giải quyết hoặc là có cái tác động xấu đến cái hiệu suất làm việc, có thể là xem xét hoặc là sử dụng trung gian từ một bên thứ ba hoặc là tạo ra một cái kế hoạch dự phòng để mà giảm thiểu tác dụng tiêu cực. Tóm lại thì xử lý xung đột và xung đột nhân viên đòi hỏi cái sự linh hoạt, cái tinh thần hợp tác và khả năng giao tiếp tốt từ phía người quản lý. Việc mà tạo ra cái môi trường làm việc thoải mái và khuyến khích mọi người tham gia vào các cái quá trình giải quyết xung đột có thể là giúp tạo ra cái sự thỏa thuận và tăng cường cái sự hiệu suất làm việc. Tình huống thứ hai là hỗ trợ nhân viên trong cái tình huống khó khăn. Môi trường làm việc đa dạng và đôi khi thì nhân viên có thể gặp phải các cái tình huống cá nhân nó khó khăn mà ảnh hưởng đến hiệu suất và tinh thần làm việc của họ. Trong cái vai trò của người quản lý thì bạn phải có cái khả năng nhạy bén để mà nhận biết khi mà nhân viên của mình đang gặp phải những cái khó khăn và bạn phải sẵn sàng hỗ trợ họ. Việc mà thể hiện sự quan tâm và thông cảm đối với lại tình hình cá nhân của một nhân viên là cái yếu tố rất là quan trọng. Bạn có thể bắt đầu bằng việc tạo môi trường nơi mà nhân viên có thể thoải mái chia sẻ về những cái tình hình của họ, đảm bảo rằng là cuộc trò chuyện diễn ra trong một cái không gian riêng tư và không có áp lực. Khi mà bạn biết về tình hình của nhân viên, hãy cung cấp hỗ trợ thích hợp dựa vào tình huống. Nếu như nhân viên gặp khó khăn về mặt tâm lý, hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý có thể là một cái lựa chọn tốt nhất. Trong cái trường hợp khác, có thể là cân nhắc điều chỉnh thời gian làm việc hoặc là nhiệm vụ để mà giảm áp lực. Đồng thời thì quản lý cần phải thể hiện sự linh hoạt trong việc xử lý tình huống. Đôi khi việc tổ chức các cái khóa đào tạo hoặc là chia sẻ kinh nghiệm từ những người đã trải qua cái tình huống tương tự có thể giúp nhân viên cảm thấy được cái sự hỗ trợ, họ không còn bị cô đơn. Trong cái tình huống này, sự lãnh đạo nhân viên và sự thể hiện tình cảm quan trọng hơn bao giờ hết. Việc mà đảm bảo rằng nhân viên cảm thấy được hỗ trợ và được quan tâm không chỉ duy trì hiệu suất làm việc mà còn tạo ra được cái môi trường làm việc tích cực và ủng hộ. Tình huống thứ ba, tuyển dụng và giữ chân nhân viên tài năng. Trong quản lý nhân sự, việc mà tuyển dụng và giữ chân nhân tài là một cái thách thức rất là quan trọng. Để mà đảm bảo sự phát triển bền vững của nhà thuốc, quản lý cần phải
có những cái chiến lược tuyển dụng, những cái chính sách giữ chân hợp lý khi mà tiến hành tuyển dụng. Việc mà xác định những cái ứng viên coi có những cái kỹ năng, có những cái kinh nghiệm, cái tư duy phù hợp với lại môi trường nhà thuốc làm việc là rất quan trọng. Quản lý cần phải tạo ra một cái quy trình tuyển dụng tỉ mỉ. Việc kiểm soát hồ sơ, phỏng vấn cho đến kiểm tra tài năng, đảm bảo rằng cái quá trình tuyển dụng thực hiện một cách rất là công bằng và minh bạch. Sau khi mà thuê được nhân viên tài năng, việc giữ chân của họ trở nên quan trọng. Tạo mới, tạo môi trường làm việc đáng chú ý và cung cấp mọi cái cơ hội để cho họ phát triển, cho nhân viên ở lại. Quản lý cần phải liên tục theo dõi và cái sự phát triển thăng tiến của nhân viên, cung cấp hỗ trợ giúp cho họ phát triển được sự nghiệp. Ngoài ra thì việc tạo ra một cái môi trường làm việc thoải mái và tôn trọng cũng có cái vai trò quan trọng trong cái việc mà giữ chân nhân viên, khuyến khích sự tham gia và tạo cái cơ hội cho nhân viên để mà thực hiện được ý kiến và đưa ra những cái ý tưởng của họ, có thể là thúc đẩy tinh thần làm việc và sự cam kết. Trong cái tình huống này, quản lý cần phải có một cái chiến lược tuyển dụng và giữ chân nhân viên tài năng rõ ràng và hiệu quả. Việc mà tạo ra một cái môi trường làm việc hấp dẫn và cung cấp cơ hội phát triển làm cho nhân viên muốn ở lại và góp phần vào sự thành công của nhà thuốc. Tình huống thứ tư, thực hiện kỷ luật và quản lý hiệu suất. Trong cái quá trình mà quản lý nhân sự, không thể tránh khỏi việc phản đối với các vấn đề liên quan đến việc hiệu suất và hành vi không phù hợp của nhân viên. Đây là một cái vai trò của người quản lý trở nên quan trọng để mà duy trì chất lượng làm việc và tạo sự hòa thuận trong nhà thuốc. Khi mà nhận thấy nhân viên không đạt được hiệu suất như kỳ vọng, quản lý cần phải tiếp cận cái vấn đề này một cách nhạy bén, bắt đầu bằng việc thảo luận mở cửa của nhân viên, tìm hiểu nguyên nhân gây ra cái hiệu suất thấp và xác định điều mà cần phải cải thiện như thế nào. Quản lý có thể cung cấp hỗ trợ để mà xuất kế hoạch hoặc là điều chỉnh nhiệm vụ để giúp cho nhân viên nâng cao cái hiệu suất. Trong cái trường hợp nhân viên có hành vi không phù hợp, quản lý cần phải thực hiện biện pháp kỷ luật một cách công bằng và theo quy trình. Trước hết, quản lý cần phải có xác định rõ cái nguyên nhân và thu thập chứng cứ liên quan. Sau đó, một cuộc họp riêng tư cần được tổ chức để mà thảo luận về cái vấn đề này. Quản lý cần phải có thể hiện tính công bằng và lắng nghe cái ý kiến của nhân viên trước khi mà quản lý đưa ra những cái tính kỷ luật. Tuy nhiên thì quản lý cũng cần nhớ rằng một việc thực hiện kỷ luật không chỉ là để trừng phạt mà còn để cung cấp cái cơ hội cho cái sự cải thiện. Sau khi mà áp dụng biện pháp kỷ luật, quản lý cần phải thường xuyên theo dõi và đảm bảo rằng nhân viên đã thực sự là cải thiện hành vi và hiệu suất của mình. Trong cái tình huống này thì quản lý cần thể hiện công bằng, nhạy bén và quyết đoán, thực hiện kỷ luật và quản lý hiệu suất. Việc đảm bảo rằng các biện pháp được thực hiện một cách công bằng, lợi cho nhân viên và cho nhà thuốc là quan điểm quan trọng để duy trì môi trường làm việc tích cực. Tình huống thứ 5, thay đổi tổ chức và quản lý thay đổi. Môi trường kinh doanh luôn thay đổi và phát triển, và cái việc mà thích nghi với cái sự thay đổi nó là một cái phần quan trọng của quản lý nhân sự. Khi có sự thay đổi trong tổ chức như xác nhận các cái cơ cấu hoặc là thay đổi chính sách, vai trò của người quản lý trở nên quan trọng để đảm bảo sự thỏa thuận và thành công trong quá trình thay đổi. Việc mà thông báo hay là thay đổi một cách minh bạch và rõ ràng là rất quan trọng. Quản lý cần phải thảo luận về lý do thay đổi, tầm quan trọng của nó và cách mà nó sẽ ảnh hưởng đến tổ chức của nhân viên, tạo một cái không gian cho nhân viên để đặt câu hỏi và chia sẻ ý kiến của họ cũng rất là quan trọng để tạo sự hiểu biết và sự đồng thuận. Trong cái quá trình thay đổi, quản lý cần thực hiện lãnh đạo mạnh mẽ và sẵn sàng đối mặt với lại khó khăn. Việc xây dựng kế hoạch thay đổi chi tiết và rõ ràng giúp cho bạn sự tự tin cho cả nhân viên và cả nhà thuốc, cung cấp hỗ trợ và đào tạo cần thiết để giúp cho nhân viên thích nghi và thay đổi là một phần quan trọng của quá trình. Không kém phần quan trọng, quản lý cần phải lắng nghe và phản hồi từ nhân viên và sẵn sàng điều chỉnh cái kế hoạch thay đổi nếu mà cần. Việc thể hiện sự linh hoạt và sự sẵn sàng thay đổi dựa trên ý kiến của nhân viên có thể tạo ra sự tin tưởng và sự ủng hộ từ phía họ. Tóm lại thì trong cái tình huống thay đổi tổ chức, quản lý cần phải thể hiện tính lãnh đạo, sự minh bạch và sẵn sàng thích nghi, tạo môi trường để nhân viên thể hiện ý kiến, đảm bảo rằng họ hỗ trợ và hướng dẫn
trong cái quá trình thay đổi có thể giúp tạo ra một quá trình thay đổi thành công và một môi trường làm việc tích cực. Trong hành trình quản lý nhân sự, chúng ta cùng nhau khám phá những cái tình huống quan trọng và cách xử lý một cách hiệu quả. Hãy ấn vào nút like, nút theo dõi để không bỏ lỡ những cái thông tin hữu ích tiếp theo về quản lý nhân sự và phát triển. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.